Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chén Bùi. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một chiếc Senco, một chiếc Senco KS, nó khá là hiếm. Hiếm tại sao? Vì anh em có thể nhìn thấy là cái sản phẩm nó khá là giống một chiếc đồng hồ bỏ túi. Chiếc này bằng bạc và bạc khối, và chiếc này mình bán với giá là 14 triệu. Tất cả các phần này là nó đều là bạc khối. Anh em có thể nhìn thấy đây là một chiếc Senco KS, máy của nó là máy 5621. Vỏ là vỏ búa gõ, nếu mà anh em nào chơi về Zippo thì anh em sẽ biết được cái vỏ này nó dạng kiểu búa gõ. Chiếc này thì nó máy 56 mình lên dây và tự động bình thường thôi. Những cái phần như thế này nó cũng đều là bằng bạc khối hết, toàn bộ vỏ ngoài nó bằng bạc khối, nó rất là đẹp. Phần cậy đáy nó chỗ này, cậy này ra thì sẽ ra phần máy. Những chiếc như thế này thì nó phù hợp với lại dành cho dùng anh em dùng cho những chiếc mà quần jean, khi mình nhét vào khe nó rất là đẹp, hoặc là mình có thể để bàn như thế này xem giờ rất là trang trọng. Chiếc đồng hồ nó khá là thú vị, tuy nhiên thì trong cái tầm giá thì anh em biết rồi. Cái này là ví dụ như những chiếc như này, cái vật liệu là cái đầu tiên, cái thứ hai là cái độ độc hiếm của nó, giá thành của nó cũng theo như mình đánh giá thì nó hơi cao một chút. Tuy nhiên thì anh em cân nhắc đối với những cái sản phẩm như thế này, luôn luôn đề cao anh em một tính thông minh, lựa chọn sáng suốt, bởi vì tất cả là mọi thứ nó đều rất là rõ ràng, nên là anh em lựa chọn để cho những cái sản phẩm mà mình nó phù hợp. Rất là đẹp và trang trọng. Mình cũng rất là có rất là nhiều những chiếc đồng hồ Senco để bàn, ví dụ như chiếc để bàn này chẳng hạn. Mình cũng là một chiếc để bàn. Mình có một chiếc để bàn như này, Senco. Hay một cái chiếc Senco khác. Thực sự là mình rất là thích Senco, những cái sản phẩm của mình thường mua về rất là nhiều về sản phẩm của Senco, để bàn hay là một chiếc nó rất là, chúng ta gọi là nhìn nó vui mắt thôi. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một buổi làm việc mới vui vẻ.